kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp là nội dung quan trọng để từng bước chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là thước đo để đánh giá trình độ năng lực của từng công chức để bố trí bổ nhiệm vào những vị trí phù hợp đồng thời bảo đảm chế độ chính sách tiền lương cho công chức dự thi kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng đội ngũ công chức mà còn là cơ hội để mỗi công chức tự đánh giá về kiến thức kỹ năng của bản thân từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập rèn luyện phân đấu hoàn thiện năng lực thực thi công vụ tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020 có 703 công chức. Nhiều công chức có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác và có người tuổi đời còn khá trẻ, đang đảm nhận những trọng trách khác nhau ở các bộ, ngành địa phương. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020 được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Các nội dung thi kiến thức chung, viết và bảo vệ đề án không chỉ đánh giá kiến thức về lý luận mà còn đánh giá về năng lực thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động công vụ. Tại lễ khai mạc, các công chức dự thi đã được đại diện hội đồng thi phổ biến quy chế và các nội dung liên quan đến kỳ thi. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020. Các công chức thi viết và bảo vệ đề án, kiến thức chung và ngoại ngữ, thi trắc nghiệm và không phải thi tin học.